Vâng, cặp loa Sansui SB2005 bass 30 là như là 5 6 đường tiếng gì đó thì nguyên tần số thì trong ngày 17 tháng 7 này. Các bác mua ngày 7 tháng 7 này là giá là 12 triệu 500 ngàn nha. Giá em đã bao ship cho các bác. Các bác nào chốt thì nhanh tay alo cho em qua hai số điện thoại phía trên màn hình. Thì sau đây em sẽ mở bên trong cho các bác cùng xem. Còn nguyên shop luôn nha các bác, nguyên shop đang shop rất là đẹp. Vâng, cặp loa em đã mở e căng ra nha. E căng của nó các bác phải vặn ốc nha, vặn ốc bốn góc ra. E căng là e căng rất là đẹp nha. E căng gỗ nha các bác. Này sở hữu bass 30. Bass 30 và hai trung, hai chép nha. Cái này là cái gì này? Đây là lỗ thông hơi nha các bác, còn luôn cái bịt lỗ thông hơi này. Đấy. Này ha, đấy, còn luôn cái này này. Rất là tuyệt vời nha. Bác sưu tầm thì luôn. Trong ngày nay thì em bớt 500 thì cặp lại còn lại là 12 triệu nha, 12 triệu. Bác nào chốt thì alo cho em, thùng gỗ lạng rất là đẹp nha, nguyên mộc nha các bác. Hai chung và hai siêu trép nha, một bát 30 gân vải tâm dầu. Gân vải tâm dầu là gân dinh nha các bác, xài muôn thuở muôn đời luôn. Cặp loa rất là đẹp. Còn thùng xốp thì các bác sưu tầm thôi. Trùng seri nha, trùng seri. Thấy đồ đẹp đó nha. Bác là chốt thì alo. Chỉ có 12 triệu các bác sưu tầm được một cặp loa thùng gỗ lạng bass 30, hai chung hai chép là dòng kiếm âm nha. Và dòng kiếm âm ở bên Nhật. Đấy, dòng kiếm âm nó chia ra 3 4 reverb này. Đấy, các bác nếu mà mình nghe nhạc á, người ta dùng cái trạm này nha, còn trạm trạm kiếm âm tiếng bass này, kiếm âm tiếng mic này, kiếm âm tiếng chép này. Đấy, các chế độ chơi này, full này hay là các giai tầng chép mic này. Đấy. Xe đây là trồng là thùng luôn nha. Đấy, các bác thấy cái đồ đẹp này, quá là đẹp luôn. Để em que cho các bác cùng xem nha. Các bác nào đang cần một cặp loa để nghe nhạc trong gia đình, sưu tầm những cặp loa cổ nghe nhạc vàng thì đừng bỏ qua những cặp loa này. Chỉ có 12 triệu thôi. Trong đợt này là bớt 500 ngàn thì còn 12 triệu nha các bác. Chỉ có 12 triệu, tất cả là riêng nguyên bản hết nha, xuất sắc luôn. Vâng, đây là phía sau của nó, em về lại quay cho nó rõ cho các bác xem nha. Thấy được cái độ đẹp của sản phẩm chưa? Thấy rất là đẹp nha các bác. Seri là thùng, seri thùng luôn nha. Nói chung là chủ yếu là loa nó đẹp thôi, còn cái thùng xốp nó không quan trọng đâu. Chủ yếu để có sưu tầm thôi. Đấy, rất là đẹp. Đẹp như thế này các bác đang có muốn mua một cặp loa trên 10 triệu các bác bê nghe em này về chơi đánh với những cặp loa âm ly là Sansui Pioneer, những dòng đài receiver nghe nhạc vàng hết ý nhá. Rồi em xin chào và hẹn gặp lại các bác. Bác nào chốt thì alo cho em qua số điện thoại phía trên màn hình. Đây là những bộ mixer cao cấp U4S và U SM58.